Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công ty điện lực Thừa Thiên Huế đang tập trung cho vận hành đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông năm 2023. Trong thời gian tổ chức kỳ thi, điện lực Thừa Thiên Huế dừng tất cả các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng đến cung cấp điện các địa điểm phục vụ kỳ thi, trừ những trường hợp cắt điện để thực hiện xử lý sự cố. Ngoài ra, điện lực bố trí máy phát điện dự phòng 550 kV-ampere tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, chuẩn bị máy phát điện 100 kV-ampere, 250 kV-ampere, MBA di động 400 kV-ampere, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị thay thế và nhân lực với khả năng huy động tối đa khi có lệnh và các đường dây trung thể liên lạc hỗ trợ khi có sự cố gây mất điện. Mỗi điểm thi bố trí tối thiểu một nhân viên trực để phù hợp với điểm thi xử lý, khắc phục khi có tình huống về cấp điện xảy ra, kể cả các tình huống bên trong điểm thi. Công ty cũng chuẩn bị phương án chi tiết trong trường hợp xảy ra sự cố gây mất điện để khắc phục cấp điện trở lại cho các điểm thi, góp phần vào thành công trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói riêng và các sự kiện quan trọng nói chung trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 38 điểm thi.